Lý kính chào quý vị, mời quý vị nghe một bài hát Giê-xu chàng rể của cha mẹ. Mời quý vị nghe nhé. Giê-xu chàng rể của cha mẹ và nợ cha nợ sự sống công lao sinh thành, nợ tình thương, nợ cả ơn dưỡng dục. Bản tình Giê-xu, con kết tình phu thê làm chàng rể cho mẹ cha. Quý vị, tóm lại là cái bài hát này là có tên là Giê-xu chàng rể của cha mẹ, có nghĩa là Giê-xu bây giờ là không phải là người tạo ra mọi loài nữa, mà Giê-xu bây giờ là chồng của Ma-sơ, có nghĩa là giờ không hiểu là loạn luân kiểu gì. Thưa quý vị, thì để cho quý vị hiểu rõ hơn thì Ly đã ghi cái nội dung bài hát ra đây. Thì bài hát thì do một Giê-xu chàng rể của cha mẹ sáng tác là thừa sai Kim Long đó, mà ông này là cũng là linh mục. Thưa quý vị, nội dung bài hát thì được con chiên vào khen rất là nhiều, đến nỗi là có 6,4 ngàn lượt chia sẻ và 9,4 lượt thích và 337 lượt bình luận. Mời quý vị nghe nội dung của cái bài hát Giê-xu chàng rể của cha mẹ nhé. Con nợ mẹ, nợ cha, nợ sự sống công lao sinh thành, nợ tình thương, nợ cả ơn dưỡng dục. Rồi khi con lớn khôn, theo tiếng gọi bạn tình Giê-xu, tức là cô Ma-sơ này là đi theo tiếng gọi của bạn tình, mà bạn tình của cô là Giê-xu. Con kết tình phu thê, làm chàng rể cho mẹ cha. Là Giê-xu Đức Tân Lang, là chàng rể tuyệt vời nhất đó mẹ, là người yêu thương con nhất đó cha. Dù không thể phụ mẹ việc chân tay, không cùng cha nâng chén rượu đạn rượu sầu, nhưng Ngài luôn đồng hành hiển hiện. Lúc vui buồn Ngài cùng sớt chia, mẹ yên tâm cha đừng lo lắng, bên Giê-xu con thấy an bình, bên Giê-xu con được yêu hết mình, sống trọn đời chung thủy quang minh. Suốt cả cuộc đời của con nguyện cùng Đức Kitô kết thành một tình yêu đầu huyền diệu nhiệm màu. Dù khi con lỗi tội hay sức tàn tuổi đời xê bóng, con vẫn được yêu thương Ngài hằng vẫn ở bên. Là Giê-xu Đức Tân Lang, là chàng rể tuyệt vời nhất đó mẹ, là người yêu thương con nhất đó cha. Dù không thể, tức là giờ là đoạn điệp khúc tóm lại là cái bà Ma-sơ này khẳng định là Giê-xu là Đức Tân Lang của bà và là con rể của cha mẹ bà đó.
và bà dặn cha mẹ là có cái câu này nè, có cái câu này nè. Dù không thể phụ mẹ việc chân tay, không cùng cha nâng chén rượu sầu, nhưng ngài luôn đồng hành hiển hiện, lúc vui buồn cùng ngài sớt chia. Mẹ yên tâm, cha đừng lo lắng, bên Giêsu con được yêu hết mình, bên Giêsu con thấy an bình, bên Giêsu con được yêu hết mình, sống trọn đời chung thủy quang minh. Suốt cả cuộc đời của con nguyện cùng Đức Kitô kết thành một tình yêu đầu huyền diệu nhiệm màu, dù khi con lỗi tội hay sức tàn tuổi đời xế bóng, con vẫn được yêu thương, ngài hằng vẫn ở bên, là Giêsu Đức Tân Lang, là chàng rể tuyệt vời nhất đó mẹ, là người yêu thương con nhất đó cha. Đó, đại khái là vậy. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếp một cái bài này nhé. Đó là ở bên Giêsu con luôn thấy an bình, an lành. Và bây giờ mời quý vị nghe cái bài. Bài này quý vị nhìn nhé. BBC News tiếng Việt. Đây là thằng cha giáo hòn. Và Ly đọc cái bài này là do BBC News tiếng Việt đăng. Mời quý vị nghe nhé. Giáo hoàng thừa nhận việc linh mục lạm dụng tình dục các nữ tu. Bài này đăng vào tháng 6, ngày 6 tháng 2 năm 2019 nha quý vị. Giáo hoàng Francis đã thừa nhận rằng các linh mục đã lạm dụng tình dục các nữ tu, và trong một trường hợp những nữ tu bị bắt làm nô lệ tình dục. Ông nói trong trường hợp đó, người tiền nhiệm của ông, giáo hoàng Benedict, đã buộc phải đóng cửa toàn bộ một dòng tu nữ đang bị các linh mục lạm dụng. Đây được cho là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Francisco thừa nhận hành vi lạm dụng tình dục các nữ tu bởi chính các linh mục. Ông nói rằng giáo hội đang cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng nói vấn nạn này vẫn đang tiếp tục. Đức Giáo hoàng lên án lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo hoàng Francis đưa ra những bình luận này với các phóng viên hôm thứ Ba trong chuyến công du lịch sử ở Trung Đông. Ông thừa nhận rằng các linh mục và giám mục đã lạm dụng nữ tu, nhưng nói rằng giáo hội đã nhận thức được vấn đề này và đang tìm cách giải quyết cả trăm năm nay chưa xong, nhưng mà cho thánh thiện quý vị. Đó là con đường mà chúng tôi đã phải đi, ông nói. Giáo hoàng Benedict đã can đảm giải tán cả một dòng tu nữ khi mức độ biến phụ nữ thành nô lệ tình dục đã xâm nhập vào dòng tu này. Chế độ nô lệ thậm chí đến mức là nô lệ tình dục do các giáo sĩ hoặc người sáng lập gây ra. Văn phòng báo chí Vatican sau đó nói với CBS News rằng dòng tu bị dẹp này ở Pháp. Giáo hoàng Francis cho biết lạm dụng tình dục nữ tu là một vấn đề đang diễn ra, nhưng phần lớn là xảy ra ở một số dòng nha quý vị. Chủ yếu là những dòng mới. Tháng 11 năm ngoái, Tổ chức Toàn cầu của Giáo hội Công giáo dành cho các nữ tu đã tố cáo văn hóa im lặng và bí mật khiến họ không thể tố cáo những hành vi này. Chỉ vài ngày trước, tạp chí phụ nữ của Vatican Woman lên án hành vi lạm dụng, nói rằng trong một số trường hợp, các nữ tu bị buộc phải phá thai con cái của các linh mục, điều mà giáo hội công giáo cấm. Tạp chí cho biết phong trào Me Too có nghĩa là ngày càng có nhiều phụ nữ sẽ tham gia để kể câu chuyện của họ. Đó là nội dung Ly muốn gửi đến quý vị, tuy ngắn gọn nhưng mà rất là nhức nhối ở trong cái giáo hội Vatican này, trong cái tà đạo này. Con gái Ly có một đứa bạn học chung, nó đến nhà nó ăn cơm, nó kể là xưa kia là mẹ nó gốc Nam Định, là lúc mà mẹ nó chưa lấy chồng thì mẹ bé này là đi là nữ tu.
Rồi sau đấy là bị một cái thằng linh mục nó hãm hiếp, hãm hiếp mà chuyện vỡ lở ra rất là lớn. Rồi sau đấy là đến nỗi là phải có một ông cha ở nước ngoài về giải quyết, giải quyết. Nhưng mà sau đó thì để bảo vệ thanh cái, bảo vệ cái thanh danh ô uế cho giáo hội thì chúng nó cho cái mẹ của cô bé này lúc đấy đang là nữ tu, là cho hoàn tục. Thì mẹ cô bé này là không muốn hoàn tục á, tại vì khó ăn khó nói lắm quý vị, đi tu bao nhiêu lâu bây giờ bị cho ra về thì ăn nói sao, cho nên xin ở lại, xin ở lại được, được làm bất cứ việc gì trong trong tu viện cũng được. Nhưng mà người ta để tránh tai tiếng, người ta không đồng ý, người ta tức là người ta để giữ cái bộ mặt đạo đức giả cho giáo hội, thì người ta bắt cô này phải hoàn tục. Đó là ly biết một trường hợp thật sự là chính. Sau đấy cô này về lấy chồng, và sau đấy thì đứa con của cô kể cho mẹ, được kể cho Ly nghe, bởi nó đến ăn cơm ở nhà Ly, hiện nay nó học chung với con Ly. Và cô cái người mẹ của cô bé thì xấu số đã mất do ung thư rồi. Đấy là Ly kể một trường hợp vậy, cũng như là quý vị thấy chính miệng giáo hoàng nói ra là không phải là một số dòng tu đã bị các linh mục biến nữ tu thành nô lệ tình dục. Nhưng mà chia đấy là ở chia đấy là nước ngoài người ta nói vậy, còn chiên còn sơ Việt Nam, chiên Việt Nam, linh mục Việt Nam thì có thể viết lên một bài hát mà loạn luân như vậy mà họ lại phát tán khắp nơi, họ tự hào lắm quý vị. Họ chọn một cô nữ tu có giọng hát cũng tạm được, lên hát cũng truyền cảm, và cái tựa đề là Giê-xu chàng rể của cha mẹ. Ly đọc lại lần nữa cho quý vị nhớ nội dung nhé. Con nợ mẹ, nợ cha, nợ sự sống công lao sinh thành, nợ tình thương, nợ cả ơn dưỡng dục. Rồi khi con lớn khôn, theo tiếng gọi bạn tình Giê-xu, con kết tình phu thê, làm chàng rể cho mẹ cha. Là Giê-xu Đức Tân Lang, là chàng rể tuyệt vời nhất đó mẹ, là người yêu thương con nhất đó cha. Rồi cô này nói dù không thể phụ mẹ việc chân tay, không cùng cha nâng chén rượu sầu, nhưng ngài luôn đồng hành hiển hiện. Lúc vui buồn ngài cùng sớt chia, mẹ yên tâm cha đừng lo lắng, bên Giê-xu con thấy an bình. An bình tức là chưa bị biến thành nô lệ tình dục các quý vị. Bên Giê-xu con thấy an bình, bên Giê-xu con được yêu hết mình, sống trọn đời chung thủy quang minh. Suốt cả cuộc đời của con nguyện cùng Đức Kitô kết thành một tình yêu đầy huyền diệu nhiệm màu. Dù khi con lỗi tội hay sức tàn tuổi đời sẽ bóng, con vẫn được yêu thương, ngài hằng vẫn ở bên. Là Giê-xu Đức Tân Lang, là chàng rể tuyệt vời nhất đó mẹ, là người yêu thương con nhất đó cha. Đó, đấy là bài hát mà chỉ có con chiên Việt, chỉ có bọn quả đen Việt loạn luân, đầu óc không hiểu là bằng đất sét thì nó mới viết ra một cái bài hát. Từ Giê-xu tạo ra loài người, tức là Giê-xu là giống như cha mẹ của họ rồi, giống như cái một cái đấng gọi là đấng tạo thành họ rồi. Bây giờ Giê-xu lấy cả nữ tu, tức là gọi linh mục là cha, rồi bây giờ Giê-xu lại lấy Giê-xu. Vậy thì linh mục gọi Giê-xu với gọi sơ là gì quý vị? Tóm lại là Ly không hiểu nổi, mong quý vị giải thích dùm. Kính chào quý vị, bởi vì nói đến cái tà đạo này là thì y như một nồi cắm heo mà nấu để lâu thối ùm mới là quý vị. Ly muốn đưa lên đấy để thấy được những cái là vô lý vậy mà họ cứ tung hô, cứ ca ngợi. Ly thấy hình như đầu óc họ hình như là không phải là đầu óc con người, mà đúng là đầu óc của một loài súc vật. Bởi vì chiên mà quý vị, chiên bị La Mã, bị giáo hội Vatican nó chăn dắt, cho nên chỉ nói không hiểu nổi. Nói chung Ly không có những cái ngôn từ như những cái người khác để mà diễn đạt được. Nhưng tóm lại là không thể hiểu đầu óc của những cái người này nữa. Kính chào quý vị và cảm ơn quý vị.